Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Lương Cường làm chủ tịch nước, chiếc ghế ma ám liệu còn linh. Chiều 21 tháng 10, Đại tướng quân đội Lương Cường đã chính thức trở thành chủ tịch nước. Đây là vị chủ tịch nước thứ tư chỉ trong vòng nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, chưa chắc ông Lương Cường đã là vị chủ tịch nước cuối cùng trong nhiệm kỳ này. Cung đình vẫn còn nhiều phe phái đang tranh giành quyền lực. Đôi khi, ghế chủ tịch nước lại trở thành bia đỡ đạn cho ai đó. Ông Lương Cường từng là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và là một trong hai phe mạnh nhất của quân đội. Tuy nhiên, vào năm 2021, ông đã thất bại trước Đại tướng Phan Văn Giang trong cuộc đua đến chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mặc dù khi đó ông Cường được Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn. Hình ảnh ông Lương Cường chính thức trở thành tân Chủ tịch nước. Không giống ông Nguyễn Xuân Phúc hay ông Võ Văn Thưởng, vốn không được một phe phái mạnh nào hậu thuẫn, ông Lương Cường được đánh giá là có nhiều mối quan hệ với các tướng lĩnh trong quân đội, đặc biệt là các tướng trưởng thành từ Tổng cục Chính trị. Hiện nay trong Bộ Chính trị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương là người sát cánh với ông Lương Cường trong Tổng cục Chính trị. Như vậy, ông Cường không phải là chủ tịch nước không có thực quyền như Nguyễn Xuân Phúc hay Võ Văn Thưởng, mà ông có những mối quan hệ nhất định. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để ông trở thành chủ tịch nước đầy quyền lực như ông Tô Lâm hay ông Nguyễn Phú Trọng từ năm 2018 đến năm 2021. Nếu muốn vững vàng, ông Cường cần liên minh với nhiều phe phái khác trong quân đội, đặc biệt là phe Phan Văn Giang. Nếu chỉ tự thân, ông vẫn chưa thể là đối thủ của Tô Lâm, càng không đủ sức để cân bằng quyền lực với ông Tô Lâm. Sau cái chết bí ẩn của ông Trần Đại Quang, ghế chủ tịch nước chưa bao giờ sóng yên biển lặng. Ông Trọng ngồi ghế này chưa được một năm thì suýt bị chết ở Kiên Giang. Đến nhiệm kỳ 2021-2026 thì không một vị nào có thể ngồi ghế chủ tịch nước trọn nhiệm kỳ. Đáng nói là sự thay đổi nhân sự liên tục của ghế chủ tịch nước trong nhiệm kỳ này khiến người dân gọi đó là ghế ma ám. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ông Lương Cường có yên vị trên chiếc ghế chủ tịch nước để phá bỏ lời nguyền dành cho chiếc ghế này hay không? Thực tế, tuy xếp thứ hai trong tứ trụ, nhưng ghế chủ tịch nước chỉ mang tính lễ nghi, không có thực quyền. Đây được xem là ghế có sức chống đỡ bão tố yếu nhất trên chính trường. Nếu không có binh quyền trong tay thì khó mà trụ vững ở chiếc ghế này. Về mặt đối ngoại, ông Lương Cường đã làm tròn bổn phận bề tôi trước Tập Cận Bình. Tuy nhiên, về đối nội thì ông vẫn chưa kết nối tốt với ông Phan Văn Giang để tạo nên một nhóm quyền lực mới, đủ sức để cân bằng với nhóm quyền lực của Tô Lâm. Hình ảnh chưa đầy 4 năm đã có 4 đời chủ tịch nước. Chưa chắc ghế chủ tịch nước không bị dòm ngó, dù sao chiếc ghế này cũng đảm bảo một chân trong 4 vị trí cao nhất của đảng. Tuy không có thực quyền nhưng lại có tiếng nói đáng kể trong các vấn đề lớn của đảng và đất nước. Hiện nay ông Lương Tam Quang đã là ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Đến Đại hội 14 rất có thể ông Quang sẽ giành chức chủ tịch nước với ông Lương Cường để thực hiện tham vọng hưng yên hóa tứ trụ. Chính trường Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh trong thời gian qua. Trong tứ trụ hiện nay có đến 3 trụ xuất thân từ công an và quân đội. Xem ra thời gian tới, đấu cung đình sẽ là những trận đấu sinh tử giữa các ông tướng, bao gồm Tô Lâm, đại tướng công an, Lương Cường, đại tướng quân đội, Phạm Minh Chính, trung tướng công an. Chỉ còn duy nhất Trần Thanh Mẫn, chủ tịch quốc hội, là người ngoài lực lượng vũ trang. Về thực lực, Trần Thanh Mẫn bị đánh giá là yếu nhất so với 3 nhân vật còn lại. Tương lai có thể sẽ là những trận kịch chiến giữa các ông tướng trong tứ trụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Lương Cường làm chủ tịch nước, chiếc ghế ma ám liệu còn linh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Lương Tam Quang lên đại tướng, Tô Lâm nâng vội đàn em trước khi bị lột chức. Vào ngày 21 tháng 10, ông Tô Lâm chính thức nhả chức chủ tịch nước để Quốc hội bầu chủ tịch nước mới.
Một ngày trước đó vào ngày 20 tháng 10, báo chí đưa tin ông Lương Tam Quang được thăng quân hàm đại tướng. Đây là chức vụ còn thiếu dành cho ông Quang, với hàm đại tướng giờ đây Lương Tam Quang đứng trên thượng tướng Trần Quốc Tỏ về mọi mặt như chức vụ, cấp hàm, vị trí trong đảng. Chủ tịch nước là người có quyền ký quyết định thăng hàm cho sĩ quan cấp tướng. Đáng chú ý là cấp hàm đại tướng chỉ dành cho người được cơ cấu vào ghế bộ trưởng. Và đấy cũng là điều kiện cần để Lương Tam Quang có thể tiến xa hơn nữa. Chắc chắn mục tiêu của ông Quang không chỉ là ghế bộ trưởng mà phải là tứ trụ. Như vậy, ngay trước khi bị lột chức chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã vét được tấm vé cuối cùng cho Lương Tam Quang bước lên chiếc tàu thăng tiến, đồng thời tạo uy tín cho ông Quang trước thuộc cấp. Việc bị buộc phải nhả chiếc ghế chủ tịch nước xem như Tô Lâm đã có bước nhượng bộ đầu tiên. Nếu không có phương án củng cố quyền lực để lấy lại sức mạnh, có thể ông sẽ phải chấp nhận thêm nhiều nhượng bộ tiếp theo trong tương lai tới đây. Việc vớt cho Lương Tam Quang tấm vé chót để được lên hàm đại tướng xem như Tô Lâm đã có nước cờ kịp thời. Giờ đây ông Quang có thể chuẩn bị cho những bước tiếp theo, có thể là cạnh tranh chức chủ tịch nước vào nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm mục đích hưng yên hóa tứ trụ theo chỉ đạo của Tô Lâm. Xem ra tham vọng kiểm soát Bộ Quốc phòng của Tô Lâm khó đạt được. Sức mạnh Tô Lâm vẫn chỉ trông cậy vào Bộ Công an mà thôi. Với chức vụ Bộ trưởng, Ủy viên Bộ Chính trị và giờ đây là cấp hàm đại tướng, xem như Tô Lâm đã trang bị đến tận răng trong Lương Tam Quang. Mục đích là cho ông Quang có đủ cả quyền lẫn uy để mà kiểm soát hoàn toàn Bộ Công an. Tuy nhiên, ông Quang có đủ khả năng kiểm soát được Bộ Công an mới đầy những cao thủ trong đó hay không thì cũng cần có thời gian để mà kiểm chứng. Tuy Bộ Công an được xem là sân nhà của ông Tô Lâm, nhưng vẫn còn đó những thế lực khác ẩn mình chờ thời, đặc biệt là thế lực của ông Trần Quốc Tỏ. Ông Tô Lâm từng khiến cho Trần Quốc Tỏ như đại bàng gãy cánh phải nằm im, chấp nhận số phận của người chiếu dưới. Nhưng Lương Tam Quang không phải là Tô Lâm, bởi nhiều người đánh giá cho rằng năng lực của ông Quang không bằng ông Tô Lâm. Bộ Công an được xem như là con tàu chở vua. Lương Tam Quang là người lái tàu, việc Tô Lâm trao quyền cho ông Quang lái con tàu chở ông cũng là một canh bạc lớn. Nếu con tàu trạch hướng, không chỉ có Tô Lâm gặp nguy mà cả nhóm Hưng Yên cũng sẽ đắm theo. Và liệu ông Quang có vững tay lái, có đi đúng hướng hay không, đấy là câu chuyện hoàn toàn khác. Tất cả chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Báo tố thì đang ập đến với Tô Lâm và nhóm Hưng Yên của ông ta. Bắt đầu phía quân đội, bước đầu phe này đã tước được chức chủ tịch nước ra khỏi tay ông Tổng Bí Thư. Sắp tới, Tô Lâm sẽ phải đối đầu với phe có súng đạn trong tay, thậm chí hỏa lực của họ còn mạnh hơn công an gấp nhiều lần. Quân đội lỡ để Tô Lâm chớp thời cơ, chiếm lấy chức Tổng Bí Thư là do họ không biết đoàn kết. Nếu Bộ Công an trong tay Lương Tam Quang mà không đoàn kết, nếu ông Quang để xảy ra hiện tượng phe phái nổi lên, rồi đấu đá loạn xạ trong bộ này, thì lúc đó sự nghiệp chính trị của Tô Lâm cũng sẽ chao đảo. Nếu Lương Tam Quang thể hiện được bản lĩnh như Tô Lâm đã từng làm, thì chắc chắn tương lai của ông Quang cũng rất sáng, nhất là để được hỗ trợ của ông Tô Lâm để tiến xa, chứ không phải tự chiến đấu như Tô Lâm trước đây. Quý vị và các bạn sẽ đón bản tin Lương Tam Quang lên đại tướng, Tô Lâm nâng vội đàn em trước khi bị lột chức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de